Ngày 25 tháng 3, Công an tỉnh Đắk Lắc cho biết đã dẫn giải bà H. Miễm Niê 54 tuổi, trú tại xã E -tun, huyện Chư Mờ Ga, về lại nhà riêng để thực nghiệm điều tra hành vi dùng búa đánh chết con trai. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắc tiếp nhận tin báo về việc anh Y Khai Nie, 27 tuổi, trú tại xã E -tun, huyện Chư Mờ Ga, tử vong tại phòng ngủ của gia đình, không rõ nguyên nhân. Sau đó công an đã vào cuộc điều tra đối tượng tình nghi bà Hắc Miễm Nie, mẹ ruột của nạn nhân. Sau khi lo xong đám tang cho con, bà Hắc Miễm đã đến công an đầu thú và khai nhận đã giết con trai. Tại công an, bà Hắc Miễm khai khoảng 2 giờ 13 phút ngày 5 tháng 3, Y Khai đi nhậu về nhà và vào phòng của bà xin 5 triệu đồng để đi chơi, nhưng bà trả lời không có. Lúc này Y Khai chửi bới và đe dọa sẽ giết bà Hắc Miễm. Khoảng 2 phút sau, không thấy mẹ nói gì thì Y Khai về phòng nằm ngủ, bực tức bà Hát Miễm đã lấy một chiếc búa sắt đi sang phòng nơi Y Khai đang ngủ, đánh nhiều cái vào đầu khiến Y Khai tử vong. Hiện vụ án đang được công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra.